Dạ. Nào, hôm nay AK47 về nhà em Bảo chơi với cả em và thăm hai bác. Thì Bảo đâu, Bảo nói gì đi em? Em cảm ơn tất cả các anh. Không, cảm ơn bố trước chứ mà đây các anh chứ. Nào, đưa sao run đấy. Tất cả là anh em con ở ngoài bóng ngoài Hà Nội để chơi gia đình mình thủ đô thì anh em mới chơi nước mắm nữa rồi pha cả với nhau thôi, con mời bố đi, mời các anh đi. Ok, anh em lên cái nhở. Cảm ơn hai bác nhá, rồi em Bảo này đón tiếp nhiệt tình này. Cảm ơn hai bác nhá. Rồi, rồi chúc đội bóng chiều nay thi đấu tốt nhá. Ok ok. Anh em rõ cái nhá. Em quay rõ từng mặt người nha, về còn nhớ là cái ông này đó này. Ok ok ok. Mời. Mời. Mời mời chị nhá. Mời chị mời em, mời ốc mời gạo nhá. Chú mày không? Xin chào anh em. Anh em đâu rồi? Lên chưa? Đây. Nào, anh em lên cái nào. Quay ngồi đi. Quay mặt đây nào. Anh vào thật kia ngồi đi. Thắng ơi. Thắng ơi. Nào. 1 2 3. Rô 2 3. Rô 2 3. Ô. Còn đây là hậu phương của các anh em. Sao đó chị? Đây. Chị. Em bé đây. Ốc đâu? Gạo đâu? Rô cánh à? Ơ, hai chị không uống bia à? Đi uống đi. Nào. Rô. Rô. Rồi, em lên này. Đúng chất. Đúng ăn, đúng à? Có. Quá uống ạ. Có hai hai chị em ăn miếng của con này.